thì nó sản phẩm nó sẽ như thế này. Cái sản phẩm này xì rõ ràng luôn nè, là cái lỗ này anh chị các bạn. Rồi, mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ có một cái điều lưu ý về cái sản phẩm bơm bóng phao ha. Tại vì như anh chị và các bạn cũng biết á, khi bơm bóng phao của mình á mà mình bơm căng quá nó sẽ bị gách, sẽ bị lủng và bị xì. Khi lủng bị xì thì chúng ta sẽ giá. Thì cách vá như thế nào thì em cũng đã review chia sẻ cho anh chị về cách vá ha. Thì mình dùng một loại keo là loại keo nhựa PVC ha. Em nói lại, nó là nhựa keo PVC, nhựa keo giáng ấm á, giáng ống á. Mình về mình bơm lên. Nhưng mà lưu ý giúp em nè. Nếu như á chúng ta ở nhà mà chúng ta có cái nếu như ở nhà mà em bữa hôm em cũng đã làm một video chỉ về cách bứt cái còi rồi. Thì anh chị hoặc là ba mẹ mình mua về mà mình không có dụng cụ bơm thì mình có thể bứt cái còi. Đó. Bứt cái còi ngoài sau lưng này nè. Đó, anh chị và các bạn cái còi này là còi dài ha. Thì anh chị lộn còi vô trong. Đó, thì ở bên nó có một lớp B nè, có một lớp B. Anh chị bứt luôn. Bứt lớp B luôn thì ở bên nó sẽ trống. Rồi anh chị có thể dùng bằng miệng á, cái dùng cái hơi miệng của mình thổi vô vẫn được ha, thổi vô rồi đậy no tròn rồi để nắp lại. Đó thì sản phẩm nó cũng sẽ lên bình thường giống như con siêu nhân mà em đang để ở đây. Đó. Thì có một điều lưu ý thứ hai nữa là khi anh chị cho các bạn bơm á, ví dụ như mà em nói nè, mình bơm cái gì á, tại vì cái sản phẩm này là cái sản phẩm hàng phao bong bóng, nó thuộc về bong bóng anh chị và các bạn. Mà khi bong bóng á thì khi chúng ta đóng gói nè, khi chúng ta ship á thì nó sản phẩm nó sẽ như thế này. Đó, mà khi anh chị và các bạn bơm á, bơm lên thì chúng ta bơm một cái hơi vừa vừa thôi. Mình đừng có bơm cái hơi ép nha anh chị và các bạn. Hơi ép nghĩa là sao, là cái hơi mạnh quá đó. Thì chúng ta sẽ bơm lên. Bơm. Thì theo cách bơm của em á, một á là cách bơm của cái ống bơm tay nè. Hai là mình ôm bơm một ống xà đạp ha. Là nó sẽ không bao giờ bị gách cái sản phẩm này. Tại vì sao? Tại vì cái hơi nó rất là ít. Nó vô nó sẽ no tròn cái sản phẩm lên. Mà khi nó no tròn sản phẩm lên á thì cái sản phẩm nó sẽ ít bị gách hơn. Còn những sản phẩm mà chúng ta gách á, thường gách á anh chị và các bạn, đó là sản phẩm bơm bằng gì? Là chúng ta bơm bằng con cốc đạp. Và thứ hai là chúng ta sẽ bơm ra tiệm, những tiệm sửa xe máy á. Chúng ta mướn người ta bơm á thì cái hơi xe máy nó rất là mạnh. Thì cái hơi của chiếc xe máy á, hoặc là cái hơi của con cốc đạp anh chị và các bạn, nó sẽ cái hơi nó rất là nhiều, nó vô trong này nó sẽ nhiều khi nó giãn nở những cái khe này nè anh chị và các bạn, những cái khe này nè. Tại vì con bóng mình nó là nó ép ha, nó ép lại nó mới thành được cái hình chiếc máy bay như thế này. Thì nó giãn nở không đều thì cái hơi nó mạnh quá nó sẽ căng, nó sẽ gách những cái mí này ha. Thì khi anh chị và các bạn bơm á thì anh chị dặn á cái người bơm là bơm cái hơi vừa vô thôi. Còn hai á là anh chị và các bạn, nếu bơm bằng cốc đạp á thì anh chị các bạn bơm cái hơi nén, hơi mình cái hơi mình vừa thôi. Có nghĩa là mình đạp rồi mình để cái hơi nó xì vừa vậy thôi anh chị và các bạn, thì sản phẩm nó sẽ không bao giờ bị gách. Rồi. Như cái sản phẩm này nè. Là cái sản phẩm này nó bị gách rồi nè anh chị. Thì em làm cái mẫu cho anh chị xem luôn. Thì cái cách đó để mình tìm được cái chỗ lủng của cái sản phẩm này á, thì anh chị và các bạn cũng giống như sửa xe á, anh chị lấy một thau nước vô ha, rồi anh chị nhúng cái sản phẩm này vô thì cái chỗ nào xì á, là chỗ đó lủng ha. Rồi khi đó anh chị và các bạn sẽ dùng một loại keo 502 sẽ lắp vào đó. Như cái sản phẩm này sẽ bị xì là xì đâu, đây cái sản phẩm này xì rõ ràng luôn nè, là cái lỗ này nè anh chị và các bạn. Thì anh chị các bạn sẽ lấy một loại keo nhựa là keo dán ống mình ha, 502, lưu ý giùm em nha. Hôm trước em có lưu ý rồi nhưng mà cũng có nhiều anh chị hỏi nên em làm lại. Là lưu ý là cái keo này mình phải để cho nó nguội nha. Cái keo dán ống mình á, mình mua về mình đổ cái nắp mình để khoảng cỡ 45 phút nha. Khi nào mà mình nghe cái mùi keo dán ống mình á, nó không còn mùi hôi nữa và nó không có nghĩa là không còn mùi hôi nữa đó. Rồi anh chị lấy cái tăm á, anh chị thử ở trong cái hộp nắp đó. Nếu như nó nhựa, cái keo nó chuyển sang cái màu nhựa thì anh chị hãy để vô đây nha. Lưu ý giùm em là đừng có bao giờ mà mình dùng cái keo dán ống mà mình để trực tiếp vô đây luôn, là cái sản phẩm này sẽ bị lủng à. Lủng luôn, lủng lỗ bự luôn á. Đó, là cái bong bóng phao mình có một điều lưu ý quan trọng như vậy. Là cách vá như vậy ha. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và anh chị trong một sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.